Tỷ phú Bill Gates đã ở Đà Nẵng từ ngày 4 tháng 3. Theo một nguồn tin, ông đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao InterContinental Đà Nẵng trên núi Sơn Trà. Nguồn tin cho biết trong những ngày qua, vị tỷ phú này đã thay đổi kế hoạch, không đi thăm các địa điểm ở Đà Nẵng và Hội An vì tính riêng tư. Trong khi đó, một nguồn tin khác xác nhận chiều tối ngày 6 tháng 3, vị tỷ phú có lên đỉnh bàn cờ trên núi Sơn Trà bằng con đường từ khách sạn InterContinental Đà Nẵng để ngắm cảnh đêm ở Đà Nẵng để đảm bảo sự riêng tư. Đoàn tùy tùng của vị tỷ phú cũng đã đề nghị hạn chế người lên từ chân núi. Ông dừng tại đỉnh bàn cờ hơn 30 phút và thưởng trà ngắm cảnh đêm ở đây.